Ngày 29 tháng 10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Vietinbank đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả và định hướng triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung qua một tài khoản. Dự hội nghị, về phía Tổng Liên đoàn có ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Minh Dũng, Trưởng ban Tài chính cùng các ông bà lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố. Về phía Vietinbank có ông Lê Duy Hải, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp cùng các phòng ban thuộc khối khách hàng doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các chi nhánh của Vietinbank trên toàn quốc. Tại hội nghị, ông Phan Văn Anh đã ghi nhận những kết quả tích cực của các đơn vị sau gần 2 năm triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung qua Vietinbank. Hoạt động thu kinh phí công đoàn tập trung đã hỗ trợ trên 34.000 doanh nghiệp, 79 liên đoàn lao động cấp 2, gần 700 liên đoàn lao động cấp 3, gần 20.000 công đoàn cơ sở trên cả nước trong công tác thu nộp kinh phí công đoàn tập trung với tỷ lệ đạt trên 60% so với dự toán 2019 của Tổng Liên đoàn. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Duy Hải khẳng định Vietinbank luôn nỗ lực phát triển, nâng cấp chức năng hệ thống, phục vụ những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, hiện đại, an toàn, nhanh chóng. Hội nghị cũng đã lắng nghe, trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc giữa các công đoàn cơ sở, chi nhánh Vietinbank với Tổng Liên đoàn và đại diện khối khách hàng doanh nghiệp Vietinbank, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.